365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 17 tháng 1. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 1, câu 6, câu 7. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Lời Thánh Y Nhã. Vì Thiên Chúa mà phải rời xa Ngài thì không mất gì cả, nhưng lại thêm ích lớn cho đời sống tâm hồn. Suy niệm. Chắc chắn rời xa Thiên Chúa, đấng an ủi, thì đau thương và sầu khổ là điều tất yếu mà con người chúng ta sẽ nếm trải. Tuy nhiên, Thánh Y Nhã phân biệt rõ ràng hai loại nguyên nhân: hoặc là do chính ta, khi ta lười biếng, chảnh mạn và sa lầy trên đường tội lỗi; hoặc là do chính Thiên Chúa, khi Người muốn ta được lớn lên hơn nữa trên đường thiêng liêng. Lời Thánh Y Nhã hôm nay chính là nói đến nguyên nhân thứ hai. Vì Thiên Chúa muốn thử thách và thanh luyện ta, và vì thế sẽ thêm ích cho đời sống nội tâm của ta. Thánh Phêrô cũng đã nói đến trong thư của mình rằng: anh em còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách, và những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em. Quả thật, quả khó khăn mới biết chân tình. Chính những thử thách sẽ giúp ta nhìn lại và hỏi chính mình: tôi đã tin tưởng và tín thác vào tình thương của Chúa đến mức nào? Tôi đã yêu mến Chúa đến độ chấp nhận mọi khó khăn và thậm chí dám chết vì Chúa chưa? Rất nhiều vị thánh đã kể lại chính đời sống khô khan vì thiếu vắng Thiên Chúa, dù có chú tâm cầu nguyện cách mấy đi nữa. Thánh Teresa Avila và Gioan Thánh Giá cũng đã kể lại những đêm tối của linh hồn, đêm tối của đức tin của chính các ngài khi được Thiên Chúa tôi luyện trong sự khô khan và sầu khổ thiêng liêng. Chúa Giêsu trên thập giá cũng đã phải trải qua đêm tối này khi Ngài hát Thánh Vịnh 22, khởi đầu với: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài nỡ bỏ rơi con? Và kết thúc với sự tín thác tuyệt đối: lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Chính Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh Thiên Chúa cắt tỉa cây nho để nói đến nỗi khắc khoải của Thiên Chúa là làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu, đấng là khuôn mẫu của đời sống chúng ta. Chỉ khi chúng ta được cắt tỉa, nghĩa là trở nên giống Chúa Giêsu hơn, chúng ta mới sinh được nhiều hoa trái và danh Chúa được tôn vinh hơn. Hồn sống trong ngày. Xin Chúa ban cho con được sức mạnh
để con kiên trì và tin tưởng tuyệt đối vào tình thương Chúa. Nhất là khi con gặp khó khăn, thử thách. Cũng xin Chúa ban cho con sức mạnh để con đón nhận sự cách tỉa, thanh luyện của Chúa.